Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với video review sản phẩm của Vinmart. Mặt mình đang là máy cắt cỏ Husqvarna với model là 541RS. Mình sẽ khui thùng cho các bạn, hướng dẫn các bạn cách phân biệt như thế nào là một chiếc hút chính hãng. Như các bạn nhìn thấy ở đây thì một thùng là sẽ chứa động cơ và một thùng sẽ chứa cần. Trên thùng chứa động cơ, mọi người nhìn có tem mác này, có mã QR của nhà nhập khẩu. Và ở bên đây thì mình sẽ có mã vạch. Mọi người hoàn toàn có thể check cái mã vạch này từ trên cái app Checkop. Mọi người có thể là tìm hiểu sản phẩm này ở web chính thức của Husqvarna bằng cách là truy cập vào website www.husqvarna.com. Thì mình sẽ khui thùng cho các bạn cùng chiêm ngưỡng cái nhan sắc thực sự của nó. Em rất là cẩn thận nhé. Ở phần trong đầu động cơ thì sẽ có một chiếc thùng để riêng cái đầu động cơ, có một bộ vai, có phần tay ga, tay cầm, bộ lắp này giúp bảo vệ cái lưỡi dao cùng với cái đầu bò chắn cỏ và một chiếc lưỡi cắt cỏ chính hãng của Hút. Là phần cần này, mọi người có thể nhìn thấy này, Husqvarna này, rất là chắc chắn. Đây là phần bắp chuối để chúng ta gắn vào phần động cơ. Phần trên phần đầu bò nhé, mọi người có thể nhìn thấy này, từng chi tiết. Mình sẽ lắp phần lưỡi vào đây ạ. Và mình sẽ khui đến phần động cơ. Model 541RS Husqvarna này. Tích bình nhiên liệu này là 0.9 lít. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để lắp ráp máy cắt cỏ Husqvarna hoàn chỉnh. Đầu tiên thì mình sẽ lắp phần động cơ trước. Đầu tiên thì các bạn sẽ lấy cái ốc ở trong cái túi phụ kiện ra. Như này. Rồi, mình sẽ đặt cái bằng lên ạ. Các bạn lưu ý khi mà mình lắp cái phần bắp chuối này vào, mọi người lưu ý là cái phần mà mình để tay cầm nó sẽ hướng lên trên này. Đây như thế này mọi người ạ. Hoặc là mọi người có thể nhận biết được bằng một cách nữa là cái phần cò này sẽ hướng xuống dưới để khi chúng ta cắt thì cái lưỡi cỏ nó sẽ bên dưới. Đấy. Chúng ta sẽ xếp ốc. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong bước lắp động cơ. Bây giờ thì mình sẽ lắp cái tấm chắn cỏ. Bây giờ chúng ta sẽ lắp đến phần tay ga. Chúng ta nới lỏng ra nhé. Sẽ lắp phần tay ga vào. Ok nhé. Đây là chúng ta sẽ lắp, các bạn lắp phần dây ga. Đầu tiên là các bạn sẽ tháo cái phần ốp này ra. Xếp phần dây ga vào. Các bạn lưu ý nhé, các bạn sẽ nhìn thấy có một cái khớp này, khớp 1/3 này, thì cái phần 1/3 này sẽ về phía bên dây.
đây như này ạ. Các bạn kéo dịch về, các bạn làm theo cái mình đấy, vậy là nó đã vào rồi, dây ra các bạn. Đấy các bạn nhìn thấy không? Còn phần dây ở bên dưới này thì các bạn nối hai cái dây với nhau, không phân biệt đầu nhé. Chúng ta sẽ có một cái miếng nắp vào để bảo vệ cái phần dây gà ở đây. Các bạn nhớ nhé, mình đặt đúng đầu nhé. Vậy là đã hoàn thành. Chúng ta sẽ lắp cái tấm ốp của nó lên. Tấm ốp đây. Mọi người lưu ý là cái ốp, ở cái ốp là có cái gò này, mọi người vào đúng này. Đấy, vậy là được. Mình sẽ xoay theo kiểu kim đồng hồ ạ. Vậy là đã hoàn thành xong phần lắp dây ga rồi. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lắp lưỡi. Mình tìm một cái khớp vừa với cái lỗ này. Đây, chính xác nó nằm ở đây. Ta sẽ cố định, giữ cố định nó bằng cái lục giác này. Mình sẽ xoay cái cần này ra, cái chân này ra. Mình sẽ lấy cái tấm màu đen này ra. Các bạn đọc lưỡi lên này. Khi mà các bạn đặt cái tấm màu đen lên thì chúng ta cũng sẽ nhìn cho cái răng của nó sẽ fit vào với nhau nhé. Sau khi mà chúng ta cho cái tấm màu đen này khớp và chúng ta cố định cái chỗ lục răng này thì mọi người sẽ lắp cái đầu bò vào. Mọi người lưu ý là mình sẽ xoay cái ốc này ngược theo chiều kim đồng hồ. Sau khi xong thì chúng ta sẽ một tay giữ cố định bên dưới và một tay vặn cái ốc này. Chúng ta nhớ là phải thật là chắc nhé. Qua máy cắt cỏ của Hoops thì sẽ có hai cái miếng này, công dụng là để bảo vệ cái đầu lưỡi. Giờ thì chúng ta sẽ lắp đến phần dây đeo mà. Các bạn nhìn nào, bộ dây đeo cực kỳ là chất lượng nhé. Cái miếng ốp này có tác dụng là mình sẽ giúp cái phần dây ga này sẽ được gọn hơn. Mình tì cái hông của mình vào cái phần máy cắt cỏ thì sẽ không thấy bị đau. Các mọi người nhé, mình sẽ tháo cái khuy ở đây ra. Mình sẽ đeo vào người này. Mọi người sẽ điều chỉnh cái phần dây nhé. Chúng ta sẽ điều chỉnh làm sao để cho nó thoải mái. Các bạn sẽ chốt cái phần chốt an toàn này vào. Phần bên dưới dây này cũng thế, các bạn sẽ điều chỉnh làm sao để khi mà chúng ta đeo cái cắt cỏ nó sẽ ở cái tầm mà chúng ta dễ kiểm soát. Tư thế đeo lên ạ. Mình cũng có thể là nối cái dây này lên cho nó sát vào với người nhé. Chúng ta dùng thì chúng ta sẽ ốp nó vào. Rồi ạ. Dạ. Nó cực kỳ là thoải mái. Dù mình có đeo cái máy cắt cỏ này khi làm việc nhiều giờ thì mình sẽ cũng không bị đau. Máy cắt cỏ Husqvarna với model là 541RS thì mình sẽ sử dụng động cơ 2 thì xăng pha nhớt với tỷ lệ là 50:1. Trên bình này có chia rõ này, tỷ lệ 50:1 này. Nhớt ở đây này.
Rồi mình sẽ cho một khớp nhớ ở đây thì tương ứng với một khớp xăng ở bên đây. Đây là tỷ lệ 51 ạ. Đây bây giờ mình sẽ thao tác. Nhớt thì mọi người chỉ cần mua nhớt động cơ 2 thì là được nhé. Đúng là tỷ lệ này 50 này, 50/1 này. Ở đây là mình đã có xăng pha nhớt này với tỷ lệ là 1/50, 1 nhớt và 50 xăng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành khởi động máy. Mọi người trước khi mà mình sử dụng máy thì mọi người sẽ bơm xăng lên nhé. Mình nhấn cái nút bơm xăng ở bên trong này để cho xăng sẽ được lên phần động cơ. Ta sẽ bật công tắc. Chúng ta sẽ gạt e đó và sau đó chúng ta giật phần tay ga này. Mình sẽ đeo phần dây đeo và mình sẽ đi cắt thử cho các bạn cùng xem. Vừa giờ thì mình đã test chiếc máy này trên cái lưỡi bát hình chữ nhật. Ngoài ra thì mọi người có thể sử dụng với bát thước để mình cắt ở những cái địa hình mà có nhiều sỏi, nhiều đá. Hoặc là mình cũng có thể là sử dụng trà sắt để mình có thể trà rong rêu ở nhà mình. Một sản phẩm máy cắt cỏ được sử dụng ứng dụng rất là cao trong nông nghiệp. Cắt cỏ sân vườn, cắt cỏ nương rẫy. Ngoài ra thì mọi người, các cô, các chú mà mình làm bên vệ sinh môi trường, mình có thể sử dụng chiếc máy này để cắt khuôn viên của công viên hoặc là các đường phố. Một sản phẩm cực kỳ là quan trọng đối với đời sống của chúng ta. Để biết thêm thông tin chi tiết về máy cắt cỏ Husqvarna 541RS thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline 024-3838-3456 hoặc là truy cập vào website máymocviet.vn. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Chào tạm biệt.